Mến chào quý độc giả của Báo Đồng Nai. Mời quý vị bắt đầu ngày mới cùng Báo Đồng Nai cập nhật các tin tức đáng chú ý. Bản tin tin nhanh audio hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 8 có các nội dung sau. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tập trung điều tra vụ tai nạn trên quốc lộ 51. Tin của Trần Danh. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người tử vong trên quốc lộ 51 thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã triệu tập họp, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thu thập đầy đủ thông tin, củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra về hành vi cố ý giết người của tài xế xe tải khiến người đàn ông tử vong. Theo Công an tỉnh, qua các thông tin hình ảnh ban đầu cho thấy đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Như đã thông tin, khoảng 11 giờ 40 ngày 28 tháng 8, xe tải do tài xế DMT 28 tuổi ngụ tỉnh Bến Tre điều khiển di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng từ huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa. Khi đến cây xăng VN trên quốc lộ 51, xe tải va chạm với xe máy do ông THD 38 tuổi ngụ tỉnh Bình Dương điều khiển đi cùng chiều bên phải. Hậu quả cú va chạm khiến ông D tử vong tại chỗ. Theo clip ghi lại từ một camera hành trình của người dân, chiếc xe tải nói trên sau khi va chạm với người đi xe máy thì dừng lại vài giây rồi tiếp tục di chuyển vào cây xăng, cán qua người nạn nhân. Số ca mắc bệnh sởi tại Đồng Nai tăng mạnh, tin của Hạnh Dung. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 91 ca mắc bệnh sởi, tăng 90 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày 27 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố dịch bệnh sởi. Đây là nguy cơ lớn vì Đồng Nai kế cận Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, lỗ hổng trong tiêm chủng thời gian qua cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến suy giảm miễn dịch cộng đồng và số ca mắc bệnh sởi tăng cao. Bộ Y tế khuyến cáo các phụ huynh cần chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi đi tiêm đầy đủ và đúng lịch. Ngoài ra, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh để phòng chống dịch. Huyện Vĩnh Cửu thiếu bác sĩ trầm trọng, tin của Hạnh Dung. Thưa quý vị, theo Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, hiện ngành y tế của huyện thiếu nhân lực, nhất là bác sĩ. Toàn trung tâm y tế huyện có 47 bác sĩ tuyến huyện, 8 bác sĩ tuyến xã, mới đạt tỷ lệ 3,2 bác sĩ trên 1 vạn dân, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của tỉnh là 9,7 bác sĩ trên 1 vạn dân. Nhân lực đã thiếu, đơn vị lại phải phân chia lực lượng cho 3 cơ sở, gồm cơ sở 1 đặt tại thị trấn Vĩnh An, cơ sở 2 ở xã Thạnh Phú và phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý ở xã Phú Lý. Do thiếu bác sĩ ngoại khoa nên cơ sở 2 Thạnh Phú không được phân bổ thẻ bảo hiểm y tế, dù khu vực này có khoảng 93.000 dân, bằng 1/4 dân số toàn huyện. Cơ sở 2 Thạnh Phú chỉ khám ngoại trú, không điều trị nội trú. Tại phòng khám đa khoa khu vực Phú Lý, nếu không có đủ nhân lực sẽ không thể triển khai được một số dịch vụ kỹ thuật theo tuyến huyện, phải thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo tuyến trạm y tế. Còn tại cơ sở 1, việc thiếu bác sĩ, không tuyển được bác sĩ dẫn đến đơn vị không thể triển khai được các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao. Và cũng do thiếu bác sĩ nên mới chỉ có 7 trên 12 trạm y tế của huyện Vĩnh Cửu có thể triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Giá xăng dầu tiếp tục giảm, tin của Hải Hà. Từ 15 giờ chiều hôm qua 29 tháng 8, giá xăng E5 RON 92 giảm 92 đồng với mức 20.332 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 208 đồng, có giá bán lẻ tối đa 21.109 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 299 đồng với mức 18.477 đồng một lít, dầu hỏa giảm 84 đồng với mức 19.065 đồng một lít, dầu mazut giảm 194 đồng, có giá bán lẻ tối đa 15.562 đồng một kg. Đây là kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu thứ 35 trong năm nay, trong đó giá xăng RON 95 có 17 lần tăng và 18 lần giảm giá. Nhân trạch khai mạc ngày hội khinh khí cầu chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện, tin của Ngọc Liên. Thưa quý vị, sáng hôm qua 29 tháng 8, hàng ngàn người dân, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đã về tham dự khai mạc ngày hội khinh khí cầu kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Nhân Trạch. Ngày hội khinh khí cầu là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện tuần lễ văn hóa chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện. Với những hình ảnh đặc sắc, mới lạ, độc đáo, đây là sự kiện điểm nhấn mang đến những sắc màu hiện đại, hòa nhịp vào không khí vui tươi, sôi động, đồng thời quảng bá du lịch, hình ảnh con người Nhân Trạch, Đồng Nai. Ngày hội khinh khí cầu sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 với màn trình diễn của 30 khinh khí cầu tượng trưng cho 30 năm hình thành và phát triển huyện Nhân Trạch. Và vào tối nay 30 tháng 8 sẽ diễn ra đêm hoa đăng khinh khí cầu. Đề nghị công nhận bảo vật quốc gia tượng đồng TT Long Giao ở Cẩm Mỹ, tin của Mini. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận bảo vật quốc gia tượng đồng TT Long Giao. Tượng đồng TT Long Giao có niên đại khoảng đầu công nguyên từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 2, hiện đang được Bảo tàng Đồng Nai lưu giữ. Tượng được phát hiện năm 1985 ở độ sâu 40 cm, tại vị trí phát hiện trùng với địa điểm phát hiện bộ sưu tập qua đồng Long Giao. Tượng có trọng lượng 2,65 kg, được đúc bởi khuôn sáp nhiều mang thuộc dòng tượng tròn trong tư thế đứng, cân đối, chất liệu đồng thau.
Từ đồng TT Long Giao là hiện vật gốc, độc bản, có tính bản địa, có hình thức độc đáo, là tiêu bản duy nhất phát hiện ở Việt Nam. Về giá trị lịch sử nghệ thuật, tượng là đỉnh cao của nghệ thuật luyện kim thời sơ kỳ đồ sắt, minh chứng cho một giai đoạn lịch sử quan trọng, thời kỳ nhà nước sớm. Với những giá trị tiêu biểu, đặc sắc, nổi bật nêu trên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia. Quý vị vừa cùng Báo Đồng Nai cập nhật tin tức với tin nhanh audio.